Ok, xin chào bạn, chào mừng quay trở lại với chơi Persona 5 Royal. Ủa, mình bảo mình làm cái gì nhỉ? Anh như là mình mà đi... Ở đó? Hình như là mình đi... mình bảo gì mình quên mất. À đâu rồi, mình đi gặp ông thầy giáo ra cái chỗ classroom, bây giờ ông đợi ông rủ. Ok, cái để mai mình sẽ thì ông này sẽ búp cho mình một số cái yếu tố trong combat. Chính ra cái lã này búp kinh phết này, vừa vào trận đấu là có cái yếu tố charge với cả concentrate. Em có cái counselor. Nhưng mình có thể rủ đi chơi. It's open. Đây là chúng ta chỉ nói chuyện không đây. Cộng 3. Well, see you. Rain, huh? Yo. Shopping. Hey. Back road. Back road. Oh. You got time right now? Ừ. So zero này chưa ấy. Nhưng mình không biết là mình có nhiều quần áo. Dạ, đứng đây. Ngày mai là chúng ta sẽ đi chúng ta không có quần áo luôn. Shinjuku này. Có thể gặp bà này, xây dựng mối quan hệ mới. Hôm nay là ngày 27. Là mình có thể đi làm nhé. Tầm này mình cũng không cần thiết cần tiền với cả cái tăng cái efficiency hay chỉ số đâu. Để đi gặp cái chị này. Chị này nghe đã ngồi đây. For more deal with her. Now nè. Hey, Lala-chan. Are you sure this isn't just water? Lala-che. If you're trying to rip me off, I'm gonna reveal all your secrets in a feature article. Oh, it's you! Please, have a seat. Bà chủ quán ạ. So, what's up? Got anything new on the Phantom Thieves? Or maybe you're just falling in love with me. I have the Phantom Thief new. For real? You came all this way just to tell me? Thank God. My publisher just assigned me to be the beat reporter for the Phantom Thieves. Man, this will really help me out. Are you seriously going to use this child as a source of information? Chị sẽ được tòa soạn nó chỉ định là lo hết về vụ Phantom Thief cho cái báo này. Ah, oh, don't be such a killjoy. These kids nowadays know about things we adults don't have access to. Besides, what's most important is that I now have a reliable third-party source for my stories. Whatever. Whatever. So, what do you want from me this time? Information about someone? I'll let you know later. Huh? Lucky me! My very own golden goose just appeared. Now I can take it easy. Maybe I'll take a little vacation with all my free time. As if. What do you want? Just tell me. Mày muốn gì? Last time it was info on Kaneshiro, right? The office has been a buzz lately. I think it's Kaneshiro related. Something's fishy.
I support them. Support the Phantom Thieves? But I see what's going on here. Hardcore Phantom Thieves fanboy. Hardcore Phantom Thieves fanboy. Hey, I'm not gonna let you use this kid so you can take a vacation. A vacation? Oh, I was just kidding. I'm conducting a private investigation during my off hours. No one at work knows about it. Don't tell me you're... Hey, how about we do this? You supply me with info on the Phantom Thieves, and I'll write articles based on what you tell me about them. You know, the Phantom Thieves who you love so much. Nói chung là thằng này nó sẽ kể thông tin cho bạn này, rồi bạn này sẽ viết những cái bài báo cho bọn Phantom Thieves. Sao, Craig? All right then, it's a deal. I can create a lot of positive PR for the Phantom Thieves, so be sure to give me some good scoops. Chúng là chị này sẽ viết nhiều thông tin tốt về cái bộ phần tấm clip nếu mà bọn này nó cung cấp nhiều thông tin hay. Này là mối quan hệ mới này. Confidant. Nhưng mà cái mối quan hệ ở phần này là nó rất là nhiều, hình như gần mười mấy. It's unnatural how much your actions were publicized. Did you have an inside man in the media? Someone who could manipulate information for you? Có ai trong giới truyền thông mà có ai là có thể thay đổi luồng thông tin trợ giúp chúng mày? Yes. Yes, please. What do you have to say to Nhưng mà trên thực tế là bà phóng viên say rượu. I am thou. Thou art I. It shall become the wings with the bird of the devil. Chị này là the bird of devil. Devil persona. Rumor of you scoop, decrease the security level identify. Có nghĩa là khi mình đến được cái safe room thì nó sẽ hạ cái security level. Một cái không thực sự cần thiết là. Oh, don't tell anyone about this, okay? Okay, Lala-chan, time to celebrate our agreement. Nhưng mà ý ra là ở phần này là nó có rất là nhiều cái mà gọi là yếu tố nhỏ nhỏ ấy. Nên là nó có gọi là kiểu là motivation để đi xây dựng mối quan hệ hơn thay vì những bản 3, bản 4 ấy. Về cơ bản là nó không có một ích lợi gì luôn. Bản 3, bản 4 là gần như là không có một cái ích lợi gì khi mà chúng ta xây dựng mối quan hệ. Đây là mình nói là những nhân vật phụ ấy, những nhân vật mà trong party member tất nhiên là nó có vẫn lợi ích. You should go. Cham. Oh, cậu thêm cham nó ngon đấy. Cái còn lâu mới lên được 4. Nên là 4 lần thì là nó sẽ đẩy ra một quan hệ. You take care now. You take care now. Hey, Lala-chan. Lala-chan. Có lẽ đòi uống nữa. Uống lắm đấy. Oh, that's not adorable. You're gonna be a real heartbreaker in few. Chắc là mình sẽ chơi trong game này, mình sẽ chơi cái trò Persona 5 là Scramble ấy. Xem là nó có cái ảnh hưởng đến cốt truyện không. Cái đấy là nó sẽ xảy ra sau cái game này. Nên là mình sẽ chơi cái game này càng sớm càng tốt ấy. Hôm nay là trời nắng này. Còn 11 ngày. Ok, hôm nay sẽ đi mà. We're gonna take care of him before shit happen. After school. Hey. Còn 11 ngày. Hôm nay cũng không có gì để mà đi ấy. Mình nghĩ là hôm nay là ngày gần như là perfect để chúng ta đi. Ok, mình sẽ đi. Hôm nay là ngày tụ tập, giải quyết nốt một số cái việc. Chả có một số việc, chỉ có một việc.
one's here. Hello? Hôm nay gửi cạc tờ mai làm đấy chứ, quên mất. Sending a calling card. Guess we should send out the calling card. Quên mất. Now the question is, how we delete the calling card? Yeah, we don't know where he lives. Hmm? Why not use the same method as before? Chỉ thế thôi á? What the F man? Makoto sẽ với cả thằng Ryuji sẽ là ấy. Let's eat with them. Nói chung là Makoto với cả thằng Ryuji sẽ đi giải quyết cái vụ cạc này. Còn mai chúng ta vẫn đi cái palace như bình thường. Don't let your guard down. Hey, wait! Nó không cho mình ra ngoài. I can feel it. Đĩ mèo. Mình nghĩ là mình có thể mình ngồi mình ngay mất này. Xem phim. Là có Not So Hot, Hot Bessie. Cái này là tăng cái charm. Nói chung là bên tầm này là bất kỳ cái chỉ số nào 4 sao rất là tốt. Write for a fashion magazine when you dress like a fashion victim. Because I really like words and pants. Nhìn mê quả TV to. Nice. Tăng cái charm này. Để xem phim tâm lý Mỹ. I see. Ngoài ra mình có thể cải thiện cái knowledge sau cái proficiency. Để ăn được cái burger nhỉ, nó tăng rất là nhiều. Ngày 29. High Horse Novarai. Đừng bảo là cô già đây cô lại hỏi mình nhé. Đùa em trả cô bao tiền thì cô không hỏi em. What do you think he say of the back pit? Cái miếng này nó nói cái gì vậy thôi. Cái này Royal Test Exam. Mình phải ngồi mình xem này. Mình không muốn trả lời sai một tí nữa. The Land the Silver Genie also have the Kazi Fogo on the back. Mình thực sự mình không hiểu cái này. Original Promoted Land Silver and Knight. Cái này là hình như trong cái đánh cờ tướng ấy. À, có nghĩa là sẽ tiến hóa này này, thăng cấp vì thằng mình biết là Land này tiếng Việt nhỉ. Nhưng mà cái con Nai kia nó sẽ thành con Nai này. Giống như kiểu tốt tiến hóa thành hậu ấy. Nice going. Cái này là cái gọi là thăng chức. Nhưng mà chúng ta sẽ quay lại cái chuyện chính là chúng ta đi gặp thằng kia cho nó một trận. Excuse me, sir. Excuse me, sir. I found this on the car. There's something written on it. Hmm? Read it. But... Yeah, nó giống như kiểu gửi cái lão Madarame nè. Có rất nhiều cái calling card. Sir Junya Kaneshiro. The money-devouring sinner of gluttony. You indulge in scamming others with horrendous methods that target miners exclusively. We have decided to make you confess all your crimes with your own mouth. We will take your distorted desires without fail. Chúng tôi sẽ bắt ông nhận tội và lấy đi cái ham muốn của ông. From
The Phantom Thieves. The Phantom Thief. Isn't this bad? What of it? If something happened to you... I mean, if the higher-ups find out about this... Don't waste your time worrying about this useless shit. Just keep quiet for now. But it's posted all around the city. People are talking about it online, too. All of you, bring me your earnings. If you don't surpass your quota, I will kill you. Kill you. But mày đi nè, yes, lấy hết tiền cho anh. Phantom Thieves, don't make me laugh. Hey, we're leaving. They'll pay for this. The car. A good idea, no? Mình phải dừng lại thì quay lại. Given the theatrical nature of this one, Kaneshiro must surely have been contacted about it. You truly are the brains of this Phantom Thieves operation. Ryuji, you should follow her example. You know, I'm the one who went posting it everywhere, right? I even had to get all dressed up so they wouldn't notice me. Come now. We don't have the time for idle chit-chat. Let us get moving. You're going up against a truly horrible criminal this time. That dick ain't gonna stop us now that we got our awesome new member. Makoto, you remember how all this works? Once we steal the treasure, the palace will crumble, and the palace ruler's heart will change. Wow, you got that quick. I think Ryuji's still struggling to comprehend it all. The old me is dead. Makoto the sycophant is gone, and the corrupt adults who controlled her are next. Okay, chị này chị quyết tâm rồi. Con người cũ của chị đã biến mất rồi. Sounds like you're fired up. All right, Joker, give us the signal. Give us the signal. Let's do this. It's showtime. Đến đoạn này mình nghĩ là đang nửa game. Chúng ta có tầm không nhớ là bao nhiêu bản cái palette nhỉ? 7-8. Bây giờ là không biết là team nào, khả năng là chúng ta sẽ tất nhiên là có Makoto rồi. Có thể cho thằng Yusuke ra ngoài. Thank you. Là sẽ cho mình không có cái team nào hồi máu lắm. Thằng này chém kinh phết, thằng này là Endurance 25 này. Media 29 à. Con này là không có một điểm nhớ gì mà. Kinky Endurance 29, con này là... Như là con này có điểm nhớ là điểm nhớ với lửa. Và đặc biệt là ánh sáng ấy. Và con này... Ok, mình nghĩ là chúng ta ổn ạ. Chúng ta không có vấn đề. Chứ nhưng mà mình cứ nhớ. Tớ đến thẳng cái vo này. Tra cho cái thằng Makoto là đó. Breathe the ring. Rồi xịn vào đấy nhỉ. Ô mấy đồ xịn của tôi đâu hết à? Marakukaza. Sao thằng mình mấy cái đồ xịn mình đâu hết nhỉ? Mấy cái này nó chả bột cái gì. King of Ring of Love. Khả năng là mấy cái team mình là cũng cầm mấy cái đồ rất là xịn này. An này, Ring of Vanity này. Loại bỏ cái điểm yếu này. Ludify Weaver Weakness.
Nhưng mà cái này mình phải boost cho con A này. Makoto cầm cái này. Mình nhớ là à đúng rồi, có mỗi hai con. Hình như mà chính để cầm cái đồ này. Thành nhân vật chính lại cầm cái đồ đang bố đồ bút. Đi. Let's go. Đây là đúng là cái full team trường Sojin này. Thành đang đợi mình luôn này. Thằng này với cả mấy thằng đàn em của nó, đàn em cứng của nó. Changed the entire room so quickly. I guess this palace isn't a bank for nothing. Welcome to my private city bank. I'm surprised you made it here alive. It seems you're quite lucky. Lucky? Don't be ridiculous. We're gonna change your heart and make you confess everything you've done. That'll save all those people who are suffering because of your shitty actions. Even the police are struggling to deal with you. So this will make the public believe in us too. Those in power work the ones below them to the bone for money. Such is the hierarchy of the world. Ai là cái gì? Those above, below them to the bone for money. Such the hierarchy. Ai là những người mà có thế lực là sẽ nói chung là sẽ kéo cái bọn mà không có tiền là đến chết. Nên đây là cái luật của thế giới đấy. I accept your fate as sort of my will. We'll never agree to that. Anh sẽ chấp nhận số phận chúng mày là cái cần câu cơm của anh. All of that was forced on. I went through shit until I crawled my way out of the dregs. Now it's my turn to profit everyone. Okay. Anh làm động trong chỉ để anh có thể lên được cái tầm cao này. Bây giờ đến lượt các chú sẽ phải chấp nhận cái số phận rẻ rách. What a pitiful man. Okay. It doesn't matter whether you're clean or dirty. On the clever or not. The strong and the smart devour the weak. That is the natural order of things. You damn brats who think you know the world through the shit you read online will make perfect prey. He is utterly hopeless. It's always the fools who get tricked. Fools have to pay for their foolishness. And if those fools don't learn, or they have to suck it up and stay as plain stupid fools. Chung là cứ đến cái đoạn nào mà chuẩn bị đánh boss là hai bên chửi nhau rất là ác rồi. Will you just shut it already? I guess there's not much point saying anything to you're you. The fool. This is where my gracious lecture is. Now then, I hope you're ready to work as slaves here for the rest of your life. That's outrageous. I'm gonna swarm all over you and sneeze out every last penny. Mình không biết là bây giờ nó đã đổi phần khó chứ nhỉ, hay là gì? Hay là sẽ biến thành cái nhân dạng. Đàn em chạy hết. I can take care of this myself. What's up, yo? Now come get some. Mày chết à? Get the hell out of my face. Fine, here we go. The piece of shit. Là hiện là con ruồi rất là to này. Being young is such a crime. They're naive, they're reckless. Bọn trẻ thật là they don't even realize how stupid they are. Chả sao là tội lỗi này. Họ ngây thơ này, bọn chúng là ngu ngốc. Và trên tất cả là bọn nó không biết là cái độ ngu của bọn nó đến mức độ nào. Now I couldn't just sit back and not cash in on those idiots, right? Time to
phải làm trận này. My Guardian Robot. Con này nhìn nó gọi cả cái két rồi. Ngay nó vào cái két này. Cái này nó còn lợn. Con lợn đất này. Swap mode defense mechanoid. You'd have something like this up his sleeve. Joker, make sure you have us regroup if you think we're at a disadvantage. That thing's a giant. If it attacks us while we're at low stamina, we won't survive. Chị yên tâm, em chuyên nghiệp á, senpai. Mình có thể hạ cái defense. All right. Persona. Mình có thể increase the defense for the. Là cái gì? Increase. Defend. Ô, oh, à, lại cứ, ui, cái này là chiêu cao hơn cái này này. Ngon quá nhỉ. Ui, cái vòng này nó đúng áp nhỉ. Nên mình sẽ dạo đầu là mình sẽ buff hết cho team, cho con A này là Aguila Missile Party. Không biết đây là phải phần khó nhỉ. Ui, nhưng mà mình phòng thủ kinh lắm. Sled Hammer. Cứ đánh Frey rồi. Này là không yếu với thương điện rồi. Thằng này bị đốt. Negate Fire Resistance also. Form a barrier that can absorb one attack. Move it. Picky Chon. The pick earlier. Super VIP form. Còn nó biến đổi một dạng khác. It transformed? Don't tell me it's going to roll into us. Careful. A big one's coming. Persona. Xem mình phải phòng thủ. Búp cho thằng này này. Mình nó có cái chữa cái ấy không nhỉ? Persona. Có cái gì chữa burn nhỉ? Này phải đắt không nhỉ? Good thing we're prepared. Mình phải phòng thủ này. Mark of the Picky. Nhưng mà đánh kinh phết nhỉ? Mà chia nó media. Nhưng mà chính là đi hồi máu đấy. Defend reverse. Mình không biết này con này là nó như thế nào nhỉ. Cứ để cho thằng Ryoji này. Rampage. Super VIP form. Nó lại lăn tiếp. Is that bastard? What do we do? Should we try distract? Someone gonna be decoy. Don't be ridiculous. As you know, Kaneshiro is a money monger. Tossing an expensive item his way might draw his attention. Let's give it a try, Joker. It's your call. Ok, chúng ta sẽ ném một cái số cái item này. Gì mà sáng ấy. Để cho nó vô. I think this one will work, Joker. I think this one will work. Iranian. Let's try throwing this. How about this? Here.
How about this? I have doubts about its effectiveness, though. Here. I think this one will work, Joker. It's super rare after... Here, let's try throwing this. I bet it'll probably work. Rồi mình không muốn ném cái đồ gì xịn xịn. Oh, he's not. Do we need to use something worth a little? Thế đây mình phải ném cái đồ nào xịn hơn. Ok, và tạm thời là chúng ta phòng thủ đấy. Mad of the Piggy. Ui, con Panther chết mẹ luôn á. Tôi không thể tin nổi. Vũ thương Queen. Ok, phần khó này có vẻ khó hơn. Như thế này nó đang búp rồi sao? Ryuji để đép lên. Nó cũng không có gì nữa. Con này nó không có chiêu gì hồi máu á. Bây giờ phải ném cái gì xịn như nó. Con này nó cứ lăn này là mình toi. I think here. Let's try throwing this. I think this one will work, Joker. Oh, what is here? I think this one. Roger. I got the shy of something pricey. Thầy là thích cái đấy. Đi nhặt đầu đấy. Thế nó sẽ mở cái két này ra để hút cái kia vào. Nhờ thầy tham lam. Damn good fire, yo. You don't need to worry about getting rushed now. Nice work, Joe. Yeah, mình phải đập rồi. Không con nào đánh nữa. Magic con nào khỏe. Mà toàn là con lầm lầm là chán ghê chứ. Rampage. You're mine. Ui dồi, đánh như muỗi. Don't get reckless now. Let's go. Chơi tầm mình không nên đánh cái kia. Head bump. Mẹ đánh nó như muỗi nhỉ? Bắt tờ em ấy. Kaneshiro's completely engrossed. Attack him while he's off guard. It's only right that a money monger like him. Hay nó vẫn đang mê tiền à? Hay thử bắn nữa. Okay. Hồi cái team này. Thanks. Persona. 77. Persona. Eat this. Đúng không, mình phải hạ cái defense. Fear gas. Cái phiên này nó là cái gì nhỉ, mình quên mất. Media. Cái này nó hồi máu ăn. Cái này nó búp cái defense. Bắt đó. Mất mẹ lượt rồi. Wow. Ok. Mất lượt luôn á. Khó chịu nhỉ. Loại bỏ cái phi này. Này, relaxing gel. This one. Panther's in trouble. Persona, someone heal her. Let's go. Thank you. I'm not freaking out.
relaxing gel. Vui chỗ này. Ơ, đùa lại mất mẹ lượt. Chan. Chan mình phải hạ cái đam mẹ, hạ cái lực đánh nó xuống nhỉ, phải đánh đau ấy. Chắc là cái phần khó này nó khó hơn đấy. Đùa mẹ, mất thời gian đấy. Một cái animation của nó đấy. Tôi không thể tin rồi. Phải hạ cái defense. Right. Một món này không thực sự nó hiệu quả là nhưng mà bây giờ sang này đập đi. 85 nam không được to lắm nhỉ mẹ cha. Pistol party. Sled hammer. Include attack for one ally. Ok, mình sẽ boost cho thằng Ryoji. Thằng này nó dễ đam chính. Thằng này sẽ boost cho cả team. Ô, có cái energy shower này mình không biết không có để boost cho cả team. 115 à? Không được mạnh lắm nhé. Nhưng bây giờ về cơ bản là cái damage này là damage tốt nhất mình có thể để ideal này. Nên là nếu mà phần khó này là mà mình không mặc giáp xịn nhất thì chắc là căng phết đấy. Này nó có, có energy shower rồi. Mất lượt rồi mẹ bố đấy. Energy shower. Rampage 106 102 Metabolic Wave. Kinh quá nhỉ. Không kinh lắm ấy. Chém ấy. Chép rồi. Restore medium among HSP. Some other way. Chúng ta sẽ hồi cho con Queen. Đây là chiêu hồi máu. Lên đi em ơi. Úi giời, phun máu nữa. Mà chỉ búp cho thằng này Ryoji đập. Con này về cơ bản là mình chỉnh độ khó nhưng mà nó cũng vẫn là dễ mà nó không có gì gọi là kinh khủng lắm ấy. Thôi lên 40 rồi. Metabolic Wave. Chuyển sang cái này này. Đánh nó hơi ấy một tí. Kiểu hơi chám một tí. My Pegatron. That's it. I'll just deal with myself. Through the power of casting. Chú dùng tiền này mới mua chuộc anh. Ui ôi. Ok này mới à. Ui ôi. Mẹ security rồi. Bỏ mẹ. A total invincible. But we can get them. Cái này là mới ở cái bản kia là thằng này nó rơi cái con robot này là toi luôn. Ngủ rồi. Rapid hand together. Ui ôi chém chết luôn á. Ui nó vả mình à, con chó này. Không sao.
boost cho cả team. Let's go. Mình sẽ boost thằng Rio gì? Rampage. Mày quên đỡ. Này nó bảo kê cho thằng chủ của chủ. Kinh anh này vứt tiền rồi kém một đống rồi. We can try to take down those minions. But Kaneshiro's not lying when he says they're tough. In that case, why don't we just put them to sleep? If they're not awake, they can't get in our way. We'll leave the tactics to you, Joker. I don't think it's bad plan. Con này đề xuất là mình cho nó ngủ. You'll have to get rid of his stupid goons first. Nên cũng may là mình có con A này cho ngủ rồi. Ngủ đi em ơi. Lullaby, thằng này nó ngủ rồi. Ui, tát tát. Cái này rẻ rách này. Persona. Technical. Sled Hammer. Đập chật vỡ mặt rồi. Con này. I'll use my persona. Con này nó phòng thủ với cả cái. Thế mình phải hồi không thì vỡ mặt đấy. Okay. Chết rồi. Mình đập cho này một trận. Kèm nó. Mình luộc con này. Seriously? Con này kháng được nhỉ. Detox. Con này nó điên lên rồi. Ui nó vả. Thế con mẹ đạn. Ok không sao. Con mình nó khỏe lắm. Thằng nhân vật chính này, cái con Persona nó khỏe là dã man luôn. Headbutt. Con này sắp chết rồi. Kill reward up. Ui. Ê, anh thường nóng á. Ui giời. Mẹ nó thường nóng á. Ui nó vả mình á. Mẹ thường nóng á. Hạ cái defense con này xuống này. Mày búp thì bố mẹ búp rồi kìa. Mình chơi với nó tí nữa. Tầm mấy bọn rẻ rách này. Chết luôn. Mày xem mày có chịu được nhiệt không. Con này bị bỏng này. Xem thằng này nó có gọi thêm con nào đó. Bố mới tiếp mày nó. Úi dồi. Đao nó quá bé luôn. Mình có thể búp cho con A này nhỉ. Mày cái chiêu búp cho thằng này rất là khỏe đó này. Vừa hồi máu lại còn búp. Vừa búp attack ra. Cái búp attack này nhỉ. À đỡ chủ à. Technical. Rampage. Ui. Thằng kia nó bị bỏng rồi. Cần chó thì quật con mẹ đi. Chết mẹ. Thằng này kháng kinh nhỉ. Thằng rẻ rách này mệt thật đấy. Thằng nó tát mình kinh quá nhỉ. Ui. Bỏng cái mất 100 máu luôn này. Ui. Qua vơ vẩn. Anh cảm thấy là thương hại cho chú. Mình có thể mình đánh cái phép thì đánh băng đi. Mày nó đang bỏng à, đánh mẹ gió ấy. Còn à, nó lại chặn cho chủ rồi.
Effect with Ray. Technical. Nói chung là mình vẫn phải lùa cái con đĩa này. Con đĩa này. Ui giời, chết luôn á. Con này nó đang ấy đấy. Vào đấy. Ui giời, kháng đấy. Con này nó mỗi chiều đánh ngủ rồi. Anh cảm thấy thương hại chú. Snap. À nó vả. Ui nó đốt kìa. Quay lại con này này. Như bây giờ là mình có thể đánh này cho nó choáng này. À nó stun này. Cho đánh có thể đánh combo luôn. Ôi thằng này đang ngủ mẹ thế mới đều. Chém nó. Ui giời. Make it rain. Mưa tiền. Ui giời. Ui giời. Mưa nữa. Hết tiền này. Anh đã hết tiền. Còn thì mày chết con mẹ không. Con này đánh ác phết nhỉ. Ôi, có showtime này, ngon quá nhỉ. Ôi, thì mày xác mẹ mà định. Can't run now. You're already dead. Ok, đập boss riêng à? Kiểu là finish này. I don't have money. Kiểu vẫn còn tiền ở trong cái con lợn này. Oh, what the F man. Dark car miner. Mày chết rồi. Picky John. No. Lên hết level rồi.